nay mình hướng dẫn cho các bạn vào một cái trang web. Trang web đó là trang web để mình tăng view, tăng sub trên YouTube. Bên cạnh cái trang tăng kéo đây, bên song song với trang tăng kéo là có một cái trang khác, nó là trang lượm lúa. Các bạn vô trong cái mục ba gạch ở trên đây, bấm vô đây. Đây, có cái mục gọi là lượm lúa kéo giờ. Đấy, bạn bấm vô luôn, lượm lúa kéo giờ. Thì cái bên lượm lúa kéo giờ này nó tương tự như là bên tăng kéo.com. Thì nó là trang lượm lúa.com. Mình bên lượm lúa này chủ yếu là để tăng view, tăng sub và tăng like, tăng bình luận. Đây, đây là video mà các bạn chọn để bạn tương tác, được người khác tương tác với bạn. Nhưng mà các bạn phải đủ số lượng lúa, đạt một số lượng lúa nhất định thì bạn mới chọn được video. Thì ở đây mình đã sub ở đây nhiều ngày rồi, mình đã tham gia ở trang lượm lúa nhiều ngày rồi nên số lượng lúa của mình là 19.207 lúa. Như vậy là mình đã đạt được cái lúa nhất định để mình chọn cái video để mình tương tác. Thì các bạn vô bấm vô cộng tác viên đây, mà các bạn chọn vô video view kéo giờ, chọn video để view kéo giờ. Đó, các bạn chọn vô đây. Thì các bạn chọn vô cái mục này thì các bạn để chọn một video để hiện lên trang để cho mọi người tương tác. Để cho mọi người tương tác, các bạn tăng view, tăng giờ, tăng like, tăng bình luận, tăng sub. Khi các bạn đủ cái lượng lúa xác định nhất định thì bạn sẽ được mọi người sub. Nhưng mà hiện tại giờ mình chỉ được, của mình thì chỉ được đạt là view thôi, view bây giờ thôi. Đó, các bạn chọn video nào mà dài trên 2 phút. Đây mình chọn thử một đoạn video nữa. Chọn vô cái mục đó, chọn vô mục đó thì mình sẽ được hiện video ở trên trang để mọi người còn tương tác với bạn. Còn nếu như mà các bạn muốn tăng like, tăng sub thì ở đây mình sẽ bấm vô đây, sub video nè. Các bạn thấy không, một sub video, như một số video này có một danh sách đề xuất cho các bạn chọn tương tác. Bạn chọn tương tác với video nào thì bạn cứ bấm vô tương tác ngay, còn nếu bạn không thích thì các bạn có thể bấm vào nút bỏ qua. Đây mình chọn vô cái video này đi để mình tương tác cho các bạn xem ha. Mình đã tương tác rồi nên mình thoát ra, mình tìm một video khác. Chọn video này đi, thử cái đăng ký chưa? Ồ, đăng ký rồi. Đây nha. Đây. Video này chưa đây. Hello, xin chào anh em đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm thế nào để mở nút nguồn. Thì hiện tại bây giờ bên trang lượm lúa này mình tương tác giống y chang như bên trang tăng kéo. Các bạn bấm vô tương tác xong các bạn view video khoảng 30 giây.
xong rồi ba các bạn bấm like. Sau khi ba các bạn bấm like xong, bạn xem tiếp khoảng 30 giây nữa các bạn sẽ bình luận. Dạ, bình luận xong sau 30 giây nữa thì các bạn sẽ bấm vào nút đăng ký. Dạ, xem trên 2 phút. Sau 2 phút, khoảng 2 phút 30 giây thì các bạn sẽ thoát ra, thì nó sẽ ghi nhận các bạn đã đăng ký thành công. Thì ở đây mình chọn, mình bấm vô nút like rồi. Anh em bẻ ra nhá. Thực chất là anh em làm gì cũng được. Nếu mà đấy là thanh sắt dẫn điện sẵn, bởi vì đây là có lớp sơn. Sau khi các bạn đã like xong thì các bạn vô trong bình luận. Thì các bạn bình luận. Sau khi các bạn bình luận xong thì các bạn quay lên, bạn view tiếp, view khoảng 1 phút, hơn 1 phút 45 giây hoặc 50 giây thì các bạn đồng chí đăng ký được rồi. Sau khi các bạn bấm đăng ký thì các bạn view tiếp hơn 2 phút, 2 phút 2 đến 30 giây. Đó. Hiện tại giờ là vì 2 phút 30. Đấy. Còn các bạn, còn anh em mở nguồn nhá. Đây, ghi nhận các bạn đã xác nhận sub thành công. Bạn có xem, đăng ký và comment. Như vậy là nó đã ghi nhận các bạn đã sub xong. Sub ok, tương tác ok. Các bạn tiếp tục chọn những cái video clip khác các bạn tương tác. Khi các bạn tương tác thành công thì cái lượng lúa của bạn ở đây nó tăng lên. Mỗi một lượt tương tác thành công thì các bạn sẽ được cộng thêm 240 lúa. Còn ví dụ như các bạn không xuất video thì các bạn xem video, các bạn bấm vô một xem video đây, đây có một danh sách đề xuất. À, ví dụ như các bạn có một danh sách đề xuất, các bạn chấm, bạn chọn đại một kênh nào đó, ví dụ như chọn kênh này đi, xem. Các bạn bấm vô nút xem bình thường. Đấy. 1-2 phút thì các bạn sẽ được cộng cho một lúa. Tùy các bạn xem bao nhiêu phút thì tùy, nhưng mà tối đa là không quá 80 phút. Đấy, cứ bạn xem được 2 phút thì bạn cộng được một lúa vậy thôi. Xem bạn cứ bấm máy để đó thì nó tự chạy tự view, khi nào đủ cứ 2 phút là nó cộng cho bạn một lúa. Lúc nào bấm vô nút dừng ở trên cái màn hình thì nó sẽ tính thời gian đó. Và các bạn lưu ý nha, nếu mà đường truyền các bạn có đường truyền internet của các bạn bị chậm đó, là ví dụ như bạn xem 8 phút hay 10 phút nhưng mà cái đường truyền internet của bạn nó không ổn định, nó ngưng ở khoảng 2 phút hoặc là 3 phút, 4 phút thì nó tính từ thời điểm nó bị thoát đó, nó ngưng từ lúc mà internet bị rớt đó, thì nó sẽ tính lúa cho bạn nghe. Nhầm video bạn xem tới mấy phút
có mười mấy phút, nhưng mà nó cộng cho bạn có 2-3 lúa là nguyên nhân đó nha. Bạn đừng nên thắc mắc nha, tại vì dùng tiền internet nó ảnh hưởng tới cái lượt view của bạn, nên bạn chọn điều kiện internet có tốc độ ổn định để mà bạn view ha. Ở đây mình xem được 1 phút 28 giây rồi. Ở đây là đoạn video hướng dẫn là mình xem khoảng 2 phút mình hết, cho các bạn không mất thời gian của các bạn ha. Mình đã xem trên 2 phút, mình bấm vào nút dừng ở đây. Đây, nó thông báo là xác nhận xem thành công. Nó đã thông báo xác nhận xem thành công 2 phút, nó sẽ cộng cho bạn 1 lúa. Xong rồi bạn bấm nút thoát. Đó, cái lượng lúa của mình hiện tại giờ tăng lên, bạn thấy không? Tăng lên rất nhiều. Bên cạnh các bạn tăng view, tăng sub, thì các bạn tham gia bên trang lượm lúa, các bạn sẽ được Kinh TV về nhà. Đây là điểm hấp dẫn của trang lượm lúa hiện nay. Hay mình cho các bạn xem S Chu Thứng đang ra một chương trình khuyến mãi tháng 3 ha, để các bạn tăng view, tăng sub trang lượm lúa. Đây. Đây là thông báo chính thức của S Chu Thứng là các bạn tham gia bên trang lượm lúa sẽ kinh quà. Nếu mà bạn đạt cái lượng lúa nhất định thì bạn sẽ được kinh quà về nhà, là giải thưởng đặc biệt là một cái TV LED Sony 32 inch KDL 32R 300C dành cho thành viên lượm lúa được 2,4 triệu lúa đầu tiên. Và 5 giải thưởng 4.000 giờ dành cho 5 lượm lúa đạt được 350kg lúa đầu tiên. 5 giải thưởng gói sub VIP bên tăng chéo đạt 150kg lúa đầu tiên. Thứ tư là 5 giải thưởng 500kg lúa và tài phản cho 5 bạn có video được xem nhiều nhất trên YouTube giới thiệu về web lượm lúa.com kết thúc hết tháng 3. Thứ năm là giới thiệu thành viên tham gia lượm lúa được tặng 1.000 lúa. Tính năng này sẽ bổ sung, Chu Thứng sẽ bổ sung tính năng này sau ha. Thứ sáu là thành viên đạt 1,2 triệu lúa được đổi thưởng sang sản phẩm có giá trị tương đương là 350.000 đồng. Như là điện thoại nè ha, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả hoặc tiền mặt. Các bạn muốn đổi thành tiền mặt. Mỗi tháng sẽ dự kiến tổ chức một sự kiện được tặng thưởng sản phẩm có giá trị. Anh nè, em nào thiếu tiền mua gói súp tương tác bên tăng chéo thì chịu khó qua đây lượm lúa ha. Đổi ra sản phẩm hoặc là bán ra để lấy tiền ha. Rồi xong mình qua bên tăng chéo để mình mua gói của bên tăng chéo ha. Đây là thông báo chính thức của S Chu Thứng ha. Đó. Thì mình vừa giới thiệu cho các bạn xong một clip để mình tham gia lượm lúa
và mình ghi quà về nhà. Mong các bạn tham gia và mình tăng được view, được sub YouTube của bạn, vừa có lợi về tăng mọi mặt YouTube mà vừa kinh quà về nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình ha. Các bạn thấy hay hữu ích thì các bạn nhớ bấm like và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn ha.